Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình Thanh Ezzy đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái tựa game là Munchkin.io nhé. Thì chúng ta sẽ mình vừa trang bị thêm bộ quần áo và cây gậy bóng chày. Cây bóng chày thì vẫn là cơ bản rồi. Chúng ta có quả mũ này, khá đẹp. Chúng ta sẽ lựa chọn có mấy chế độ đây. Có chế độ từ nhá, có chưa? Ấn vào cái gì rồi? Đây là chế độ normal anh em ạ. Chế độ này có một thằng nó đang dẫn đầu kìa. Làm sao chúng ta có thể là đuổi kịp nó đây? Có vẻ như là khó. Chúng ta sẽ có skill di chuyển, né tránh các thứ. Theo mình nghĩ con mình nó là tăng cơ nên chúng ta không nên đáng cái làm gì cả. Chúng ta sẽ có Damn Reduction này, dạng tăng cơ luôn. Làm cái gì vậy? Slow. Cái quái gì vậy? Chúng ta mới chỉ đánh đấy mà. Một chút thôi mà nó đánh ghê vậy. Ghê vậy ta. Lên level thôi. Không đánh được, phải trưởng luôn, chết luôn. Chúng ta sẽ thử cái chế độ Battle Royale xem nào nha. Đây, Battle Royale đây. Và không biết là chúng ta sẽ đánh nhau với thằng nào. Hiện tại mình có mình một mình trong cái chế độ Battle Royale này thôi. Chế độ kia có vẻ khó quá, tại vì là căn bản là nó nếu nó trụ từ lâu rồi ấy, thì nó rất là khỏe. Ok, đi kiếm đồ này anh em. Kiếm đồ nào. Chúng ta sẽ kiếm đồ, ít đồ thích nhờ. Không có gì để có thể lên cấp được cả. Rồi, chúng ta đang lấy. Chúng ta sẽ có Buttercry. Có Phi này. Theo mình nghĩ cái Phi này là hợp lý nhất đối với mình hiện tại. Phong né Việt Nam đấy anh em. Chúng ta sẽ lấy cái này. Có vũ khí rồi anh em. Việc đánh nhau thì nó đỡ thốn hơn. Chúng ta có Phi, nếu mà Phi chuẩn xác skill vào người nó chúng ta thằng MCKK gì đó. Rồi chúng ta sẽ có tăng tăng đam. Chết ngay. Yes, first farm luôn, first skill luôn. Gặp thằng nào giết thằng đấy luôn anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ tăng cái ice búa băng giá. Rồi, sĩ vai oai như cóc. Thằng MCKK gì đó, nó ở đâu nhỉ? Mình đang tìm nó đây mà nó không thấy nó ở đâu cả. Thôi, mất công quá, mất thời gian quá. Thằng cái bé cứ lao vào bực mình đây. Slow mà. Không được rồi, thằng kia chạy nhanh lắm anh em ạ. Làm sao mà có thể là chạy được đây? Nó có chảo. Tăng speed này. Tăng speed lên. Đấy. Rồi ok, ta có chảo tăng speed lên rồi. Chết ngay vớ vẩn. Chúng ta giết được 3 người ở đây. Chúng ta sẽ có chiêu đánh lan, có chiêu tăng đam. Rồi, ok, không sao, vấn đề là chúng ta vẫn có thể chiếm thế thượng phong với cái dìu băng của mình, khá là khỏe. Chúng ta sẽ không để chết là được. Có vẻ như là hơi mệt đấy. Nào, chúng ta sẽ còn 1 phút bao nhiêu giây nữa kìa. Chưa có anh thanh niên nào đánh được mình đâu. Rồi, chúng ta sẽ tăng cái tăng đam lên này. Đỉnh vặn. Ôi xôi, nó khỏe thích nhờ. Sao mình có thể đánh được nó đây? Trời ơi, cố gắng đánh thế rồi mà vẫn không ăn thua luôn. Nó giết mình một mạng kìa. Rơi xuống khá nhiều, mình có level thấp quá. Lại level thấp quá anh em ạ.
mình level cao hơn mà không ăn được chăng? Tại thế quái nào vậy? Thật sự là hơi khó hiểu cái chiêu đấy. Đánh nhau luôn. Yes sir, tăng đam lên các kiểu lên, đánh thích đánh thì chiến rồi. Mình không phải sợ nào cả, vào đánh luôn. Vào đánh luôn, tăng đam lên này. Tăng đam và tăng HP lên, tăng đam lên luôn. Càng khỏe càng tốt. Vào đây nào, mình đang đứng thứ mấy đây? Không biết được, level hơi thấp. Level hơi thấp. Ôi, cả một đống này. Ăn thôi. Bật cái này lên, bật đam lên, đánh luôn. Không phải sợ. Vacho, anh em ơi. Ok, man. Chúng ta đang đứng đầu luôn kìa. Giết thằng Vacho cái mình đứng đầu luôn. Quá ngay. Ngon, trở lại nào, dam reduction, skin reduction. Ta cần dam. Chúng ta cần stun. Đó. Quá tuyệt vời. Bây giờ vào đằng nào đấm ấy luôn. Ôi sợ. 12 giây nữa để chúng ta sẽ giết bọn nó. Ok, lên cấp nào, lên cấp nào, lên cấp nào, lên cấp nào. Rồi cho lên cấp và chúng ta sẽ có HP. Thêm HP. 8 người nữa. Elen, Elen, Elen. Ok, 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 ok. Tốt rồi, tốt rồi. Chết ngay. Yes sir. Thoát ra ngoài ngay, làm sao mà có thể đủ tuổi đánh cho mình được Đình Văn và thằng kia nữa. Vào đây nào các bạn trẻ. Vào đây nào. Mình còn 3 người thôi, cho top 1 xem nào. Top 1 này hơi khó, hơi mệt. Trên này có con khỏe đánh đây này. Cái này tốc độ à? Vàng vàng. Vàng vàng, có thêm vàng để nâng cấp. Rất là tốt đấy. Mình level 13 rồi. Oh, vòng bo này, con có vòng bo này, kiểu gì cũng phải vào thôi. Gì đây, Đình Văn ơi, Đình Văn em ơi, làm sao có thể ăn được anh? Anh khỏe lắm, làm sao có đánh được? Bá cháy mà. Tăng đam, skin reduction. Tăng đam lên. Tăng cái tăng công lên. Thích thì vào đây. Vào, vào đâu? Vào đâu? Vào đâu? Vào đâu? Và chúng ta sẽ ở top 1. Yes! Hoàn hảo. Quá ngon luôn. Top 1 nha anh em. Ồ, mấy quả búa. Trông chất lừ luôn đấy. Tuyệt vời. Trận tiếp theo luôn. Cho tăng công và đánh nhau luôn. Ôi thằng kia Vacho hai mạng kìa. Hư cấu vãi. Sao vào cái hư hai mạng luôn kìa. Đánh sao đây? Không thể đánh được. Không sao, lúc ấy mình còn chết rồi, mình còn lừa ấy lên cơ mà. Cái gì vậy? Cái quái gì đây? Cái quái gì đây? Ok, mày ăn cái này à? Mày ăn cái này, mày ăn cái này à? Mày ăn cái này à? Ok, được rồi đó. School throw. Cái gì đấy? Vacho, 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 Vacho. Ôi giời, đấm thấm thế. Đấm thấm vãi cái trưởng à. May là mình dam reduction. Ok, baby. Biến. Biến ở chỗ khác này. Vacho, 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 Vacho. Nhờn anh. Không được. Thôi, đi thôi. Không được đâu. Mấy thằng này nó vẫn định đập mình đây mà. Vào nó chết thôi em ơi. Chưa đủ để sức để có thể giết được. Từ từ, mình đã giết được 3 mạng rồi cơ. Em nào muốn lên đây thì đánh nhá. Mình chưa tiếp. Mình chưa tiếp bọn nó. Chúng ta có chiêu lan rồi. Chiêu lan và tăng công. Hợp lý. Nó cứ đánh nhau đi. Mình sẽ lên level thôi. Level mầm luôn. Nó kill kìa. Rồi cho con Silver, Buster A nó khỏe hơn không? Silver A. Tiếp tục có Silver A hay Buster A ta? Là một lựa chọn hơi khó khăn. Cho sẽ dùng Buster A luôn. Ở đây có một con này. Boss. Chẳng có gì mấy rồi. Sẽ không có gì mấy nhưng mà sẽ được thêm điểm. Thằng Đình Văn khỏe thế. Lên cấp rồi kìa. Đánh hay đấy. Có vẻ như đánh hay đấy.
rồi cho năng ăn tất cả những thứ có thể ở đây để lên level cao hơn. Có bộ skin tốt hơn ta sẽ vào và đánh nhau luôn, đúng không? Tăng đam cho có một chiêu kéo thì nó chạy đi đâu thì vẫn có thể kéo lại được thôi. Đấy 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 đấy. HP regen, skin reduction. HP regen thì không ấy lắm, không tốt cho lắm theo mình nghĩ là vậy. Có nghĩa là ta vừa chạy mà máu vừa tăng lên đấy, đấy gọi là HP regen đấy. À, chúng ta vẫn đang dẫn đầu, chưa biết lúc nào ta sẽ chết. Còn hơn một phút nữa nha, cái chơi Battle Royale này. Rồi chúng ta sẽ tăng công. Hoàn hảo, hoàn hảo, hoàn hảo. Cũng được rồi anh em ơi. Tí thì mình có giết được nó không? Trời ơi, được tặng 860 vàng kìa. Cái vàng này có mua thêm được đồ gì không nhờ? Ở cửa hàng này, đây là cửa hàng đúng không? 100 vàng sẽ được cái C thôi. Ồ, cái tiệm kia tiệm sao mà có tiền được. Cho mua cái này đi, để trang bị đủ đồ đi á. Đấy. Cái này sẽ nâng cấp lên đúng không? Chúng ta có thể mua được 7 cái. Có cả biểu tượng kìa. Hay phết nhờ. Có cả cung, có cả mũ, mũ cộng 1 kìa. Còn này đều là đồ C thôi. Nào, lên nào. Có cả áo rồi, ngon. Chúng ta mua tất cả luôn. À, hết vàng chưa nhở? Đấy, có rất là nhiều thứ nha, hay ho. Và mình còn chưa hiểu hết. Ồ, có cả mấy cái gì đây. Mua thêm được một hộp nữa anh em ạ. Cái tiền vàng ấy để mua cái này thôi, chứ để làm gì đâu, đúng không? Chúng ta quay trở lại nhà này và chúng ta sẽ vào trong cái phần này. Đây, đây chính là đồ của chúng ta. Đồ đồ có sao? Không có vũ khí ra. Equip, rồi, sẵn sàng có mấy cái này sẵn luôn. Mình muốn tăng công hơn nhỉ. Rồi ok. Cái áo này tăng cái gì? HP này. HP 10, attack speed là 0.1, tăng cái này đi. Cái này là mana và skin reduction, cái này ngon hơn. Vẫn đang là equip mà. Hay là cái này đi. Kỹ năng nội tại này. Ok, chúng ta sẽ vào trong cái vẫn là Battle Royale đi. Chế độ Battle Royale, tiến lên nào. Ok, ok, ok. Cái gì vậy? Nó bắn kinh vậy. Cần lên cấp, 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 cần lên cấp. Né ngay. Vào đây làm cái gì hả em? Mình có Buster A rồi. Chúng ta sẽ có skill né này. Các bạn mình kéo được một thằng vào. Mình đang dẫn đầu vì cái vấn đề đấy. Nó trở ra skill reduction. Mình sẽ lấy cái skill reduction hơn. Thật sự là quý bắp, mình có phải là con pháp sư đâu mà dùng cái đấy nhỉ? Thế quái nào. Chúng ta vẫn đang dẫn đầu. Phong né kìa. Takikuni. Đây, chỗ Lan đây. Chỗ Lan tốt rồi. Mình không nên để cái chỗ này vào làm gì cả. Theo mình thấy là như vậy. Nó chỉ là nội tại nhưng mà nó sẽ chiếm mất một ô của mình. Để đây xem có thức ăn nhiều không. Chỗ nào có thức ăn nhiều ta sẽ lấy. Kệ nó đánh nhau thôi, mình sẽ cần lên cấp. Để mình phải khỏe đã thì mới ăn được nó. Cố gắng thêm một lần top 1 này anh em ơi. Đó, sao toàn mana này. Dam reduction. Đấy, nó sẽ kiểu là dạng tăng cơ ấy, trâu bò. Trụ lâu đấy, trụ lâu không chết được ấy. Mẹ, ở đây không có đồ. Không có gì cả. Gì đây? Chạy cái gì vậy? Nó chém siêu nhanh. Dạng dạng kiểu vậy. Chạy là đấy. Vào đây, thích thì vào đây. Giỏi vào đây thôi. Giời ơi, mình có né mà. Né bằng mắt. Tăng speed lên này, tăng speed lên này, đấy. Rồi ok. Thôi, chạy thôi, chạy thôi.
Nó vừa mới giết coi như xong mà nó vừa lên cấp xong. Khá là tốt thôi. Đánh luôn không? Rồi mình sẽ mình chạy đi nhỉ. Mình có thấy người cái mình đánh quay lại đánh leo luôn. Chúng ta sẽ có cái này, có cái né cơ mà. Cho ta giết được hai. Trên kia có một con gì đấy. Rồi rồi rồi, vào đây. Rồi nó né rồi anh em ơi, nó né tốt thế nhờ. Bị lag ạ, cho bị lag anh em ạ. Xịt ạ, thôi, thế mới buồn chứ. Tao gọi mình quẹ đánh này. Chúng ta sẽ có cái ăn búp này thì khá tốt đây. Rồi ok, giết càng nhiều càng tốt mà. Mình càng khỏe hơn thôi. Cho giết được 5 rồi. Takakuni MCUU. Oh, trên kia có một con kìa. Đánh nhau luôn không? Bị lag ạ. Thế bị lag ạ. Đúng là bị lag thật anh em ạ. Oh, chết luôn kìa. Thế quái nào ta. Trên này có con này nhưng mà vấn đề là có ăn được không? Oh, không đánh được nhá. Tăng đam đúng không? Attack power. Đây. Cái gì đây? Vớ vẩn. Định ta linh tinh. Đánh mình, định giết mình, hạ sát mình chứ. Đam nữa không đủ rồi, đánh cái gì. 8-1 luôn. Con lợn đâu nhỉ? Con lợn đây. Giết nó trước đi anh em. Mess Collector, ok. Cái gì đây? Vào đây làm cái gì? Chết ngay, làm sao có thể là trụ được. Không thể trụ được, chúng ta giết 11 rồi cả. Ghê vậy, Buttercry. Mình chưa có cái hồi máu này. Hồi máu trước đi. Dam Reduction thôi. Đấy, Dam Reduction trước. Và chúng ta sẽ có cái First Air nhảy cho nó nhanh, hồi nhanh hơn, chắc là như vậy. Trên kia có con boss nữa kìa. Đây, cái đánh nốt đi. Chúng ta giết đến 11 mạng rồi cơ mà. Skin Reduction, Dam Reduction. Tiếp tục là Dam Reduction để cho nó đánh cho nó khó chịu. Rồi. Kiếm thêm được một đống thứ nữa. Vàng biết các thứ. Chúng ta giết được con boss trên kia rồi. Còn có 3 thằng thôi nha, nó có thể đánh mình chết bất kỳ lúc nào đấy. Vào cái gì? Em ơi, xem lại đi, và mình đã vô địch luôn rồi. Yes sir. Kia không, hình như chưa. Còn con nữa. Nó cũng tự thoát ra rồi. Nó biết là không thể đánh được. AP max. Đánh kinh khủng. Rồi, đồ này đẹp rất nhiều, quả búa này trông chất lừ luôn đấy. Ngon. Thêm trận nữa nào. Hai là top 1 rồi nhá. Hai là top 1 trong ngày. Quá tuyệt vời. Hoàn hảo. Cái level 3 rồi. Chúng ta sẽ có máu. Có skin reduction. Không biết nên gửi cái này không. Chúng ta sẽ có đánh lan. Như thế này. Cái skin kéo như kiểu của Butcher ấy. Rồi. Cái gì đấy? Bắn phóng lao à? Phóng giáo à? Chẳng vấn đề gì, cứ đi ăn nhá. HP regen, có cái này mình không biết này, nâng cấp vũ khí lên đi. Như thế này dễ ấy lắm, dễ chết lắm. Thằng kinh zôn nên nhìn trông kinh vậy. Nó có vũ khí cơ bản sẵn hay sao ấy, mình gặp nó mấy lần rồi, nó đánh mạnh lắm nhá. Level 4, kinh zôn chết rồi, kinh zôn không, kinh zôn nó bị xuống vị trí thứ hai. Buttercries, không, cái này là cái hô đánh lan lên. Mình sẽ có một chiêu kéo từ từ thôi. King Zone level 3 thôi, trận này chắc là nát rồi. Gặp King Zone chắc là nát rồi. Bá đạo lắm. Ok. Lấy hết kinh nghiệm nào anh em. Cố gắng xem top 1 có speed. Nói 2000, giết được 4 thằng rồi kìa. Man. Ở đâu vậy?
Chất chơi thế, đánh đấm gì? Kinh nghiệm, mình sẽ lên level 7 trước nó. Không biết lên level 7 trước nó không hay là nó sẽ lên trước mình. Thằng MC kia cũng đánh nhiều phết này. Tốt. Ờ, cho dùng cái chiêu này luôn. Tốt, ok. Giết được một thằng nào đấy rồi. Chém siêu nhanh nhá, cái vũ khí chém siêu nhanh luôn. Khá tốt à, nhờ, đúng không? Mình giết được 3 mạng rồi đấy. Không phải là quá tệ đâu, chúng ta level 8 rồi. Nó cũng level 8 luôn rồi kìa. King Zone kìa. Nhìn thấy nó rồi, em ơi. King Zone sao nó giết nhiều nhỉ? Thì quái là giết nhiều vậy ta. Thằng trên này đâu, thằng trên này với thằng King Zone này. Nó chuyên đi giết mấy con mèo luôn kìa. Ôi giời, mình chết trước, mình tí thì mình giết được nó luôn kìa. Bó tay nhờ. Tí đã giết được con đấy rồi. Cái vũ khí đánh cực kỳ nhanh nhờ. Chúng ta nên, mình đã có chiêu lan chưa? Lúc ấy mình có chiêu lan chưa ta? Close. Chúng ta cái Battle Royale đang diễn ra. Chưa, ấn nhầm cái chế độ gì đây? Chúng ta ấn nhầm cái chế độ gì đây? Không biết được luôn. Có ra được không? Chúng ta có thể thoát ra được cái lobby này. Thử lại game room. Đang có khoảng 3-4 cái game room thôi. Thằng kia đánh như thế này làm sao mà có ăn được. Nó level 8 rồi. Chúng ta sẽ có búa Study Hammer thử không? Thử cái Study Hammer này không? Bổ có vẻ chất đấy. Oh man, nó đâu ra mà nó đánh ghê vậy. Này đánh thì đúng là không thể nào mà đỡ được rồi. Kinh vậy. Nó chém cái chết thôi. Quay trở lại với cái solo normal thôi. Chúng ta đánh thêm một trận solo normal nữa nha. Ok, level 2. Mình sẽ có một cái kéo. Lúc này đang em mình có thể giết được không? Mình không có né nhỉ. Lúc em không có né. Không có gì. Tí giết thằng đấy thì mình sẽ bá. Sẽ có giết được. Sẽ gọi là vô đối luôn. Chính cái con mèo. Cả hai cùng chết luôn. Ngáo thật. Thật sự ngáo. Thằng zombie kia nó đang là 5 mạng à. Được rồi, thì đi lấy nhá. Lấy đồ trước đã, xong rồi trước khi nghĩ đến chuyện giết nhau là cần phải có kinh nghiệm đó, phải lên level đấy anh em ạ. Trên kia có một con có game kìa, game hay kim cương gì đấy kìa. Attack power cho cộng lên máu đi. Cho trâu bò nè. Nó giết nhanh nhở. Sao mấy thằng ở trên này giết nhanh quá. Mình còn không kịp đánh cơ. Cho không kịp đánh chỗ này cơ. Chơi có tưởng thế giới này cũng bị giết rồi. Cái gì vậy? Ai đánh mày đâu? Ở bên này này. Cái chết thường này anh em. Chúng ta ăn lên level cái là vào đánh nó luôn mà. Sắp lên level rồi. Nó bổ cái chắc là chết. Nó bổ cái chắc là chết. Man. Gì vậy? Rồi, cái thằng zombie kia nó có cái búa đập đơ nha. Cho nó né một chiều xong rồi chém liên hoàn vào sau đít nó. Né càng nhanh càng tốt. Chỉ có thế thôi. Đấy, lên ngay, lên điểm kinh nghiệm ngay, ầm ngay. Chúng ta sẽ có cái song đao gì đây. Twin Blade, kiếm hai cạnh. Ghê vậy. Nhìn trông có vẻ ghê.
thằng kia xong hết nó đầy máu rồi. Làm cái quái thì sao đầy máu nhanh vậy? Đang làm vua kìa. Chết ngay. Ok. Mình sẽ lên level thay nó vậy nha. Damage reduction, attack power. Tăng cái gì đây? Rồi. Lên 3 này. Lên cái này này. Ok. Ram reduction. Lên nhiều vậy. Lên một phát thắng luôn. Really full. Lên level 13 luôn. Kinh vậy. Mình chỉ cần ăn được cái thằng khỏe nhất của nó thôi là mình đã khỏe lắm rồi. Tăng công này. Rồi, bây giờ bình thường thôi. Bây giờ là có damage reduction là 2 lần. Tăng máu lên một phát nữa. Bây giờ tăng cái này đi. Cho nó khỏe mà. Bắt đầu nó là giết nhau trở lại. Mình giết có 5 mạng thôi nhưng mình vẫn dẫn đầu. Đâu cần phải ấy lắm đâu đúng không? Đánh nhau đâu nhỉ? Thằng kia giết 14 mạng cơ, thằng Kinh Vân ở đâu đấy? Nếu thích giết người thì nhanh thôi. Gì đấy? Làm sao có thể vào đây được? Không thể vào được đâu, đi giết người thôi anh em ạ. Ôi giời, đánh nhanh vậy, thằng nào vậy? Thằng nào giết mình vậy anh em? Thật sự là kinh. Kinh Vân à? Ok, đánh nhanh chứ nhở? Làm sao mình có thể giết được nó đây? Một bé Excel. Tốt, chúng ta đang trở lại với cái này. Mình vẫn còn điểm kinh nghiệm đây đúng không? Cái đánh nhanh quá. Tốt, và chúng ta đã hạ được xong luôn rồi. Chúng ta sẽ dẫn đầu luôn với cái số điểm này và mình vô địch. Yes sir. Ok. À, chưa vô địch đâu, mình vẫn đang dẫn đầu thôi, chưa phải vô địch. Cái gì đây, cái gì đây? Từ từ nhá, mình sẽ tăng công, khả năng tăng công lên mà. Chúng ta dẫn đầu, hình như mình có cái vương miện là mình đang dẫn đầu đúng không? Mình giờ có 4 mạng thôi. Một kiên nó thoát ra hết rồi sao ấy. Đam reduction đánh đánh con boss cái. Ok, đánh con boss phát. Chạy đâu? Vẫn chạy được kìa. Thôi kệ thôi. Con boss đã đánh rồi à? Như con boss đã đánh rồi đúng không? Né ra luôn, quả đấy chưa kịp tăng cái lượng đam này lên. Ô, đánh con lợn rồi anh em ơi, thằng nào đánh con lợn rồi. Ok, con lợn là của mình. Hiện tại mắc cấp rồi, bây giờ đi giết người thôi. Không cần phải ấy nữa. Giết người xem nó đang ở đâu thì mình vào mình giết. Tăng công này. Không thấy đâu cả. Vấn đề bao giờ thì ta mới nhất đó. Cái này như không giờ nhất đúng không? Cái normal, chế độ solo normal này không giờ nhất. Không lên được, cho chạy chậm quá. Chết ngay, vớ vẩn mình sao được. Không thể, chúng ta hồi máu khá nhanh. Hình như cái chế độ này là không ấy được sao ấy nhỉ. Hình như là không bao giờ thua sao, chế độ này không bao giờ thua anh em ạ. Theo mình thấy cái chế độ này như vậy. Không bao giờ thua và không bao giờ thắng, không bao giờ thắng luôn. Nó không giống như kiểu chế độ Battle Royale. Chế độ này hơi khác. Zombie MV gì gì đấy. Lại giết nhau ở mầm. Không thấy đâu nhỉ, không thấy ai để đánh nhau luôn đấy.
Mình muốn chết quá mà không ai cho chết đây. Excel nó không. Nó lên cấp ạ. Chết ngay, mình có Damn Reduction mà nên rất là trâu bò với cái thể loại kiểu này. Chúng ta vẫn giết được 11 anh em ạ. Thôi ok thì mình sẽ cứ tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của cái tựa game đó chính là cái Muskin.io. Bye bye.